năng động, sáng tạo và sẵn sàng đón nhận thách thức. Đó là những đặc điểm nhận diện của những người trẻ thế kỷ 21 trên khắp hành tinh. Ước tính 24% trong tổng số 7,4 tỷ người trên toàn thế giới, tương đương khoảng 1,79 tỷ là nhóm thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 24. Riêng số thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã chiếm tới 1,2 tỷ người. Trong khi đó, theo điều tra về biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2015, thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 29 tại Việt Nam hiện chiếm khoảng 30% dân số. Việt Nam đang trải qua thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với lực lượng dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao nhất trong lịch sử. Cơ cấu dân số vàng tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế và xã hội, nhưng cũng tạo ra rất nhiều những thách thức cho mỗi quốc gia. Nếu Việt Nam muốn tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thì phải đầu tư cho nhóm dân số trẻ này ngay từ hôm nay. Được tin tưởng, được trao quyền và được tạo điều kiện, thanh niên sẽ phát triển và sẽ thành công. Và những người trẻ này đang được tin tưởng, đang được trao quyền và đang được tạo điều kiện như thế. Từ năm 2015, UN Women phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã tập huấn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái cho hơn 140 thanh niên là trưởng nhóm các câu lạc bộ, đội nhóm trên khắp 3 miền đất nước. Ngoài các kiến thức chuyên môn, các bạn thanh niên còn được trang bị những kiến thức, kỹ năng về truyền thông xã hội, quản lý xây dựng dự án, câu lạc bộ và kỹ năng dẫn chương trình. Sau khi được tập huấn, 140 thanh niên đã tự lập các câu lạc bộ thanh niên, xây dựng các dự án truyền thông và tập huấn các kiến thức được học cho hơn 1.000 thanh niên khác tại cộng đồng nơi các bạn sinh sống và học tập. Đồng thời, thông qua mạng xã hội, các dự án của các change makers đã truyền tải thông điệp về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới tới hơn 700.000 người, trong đó chủ yếu là thanh niên. Dự án change makers sẽ tiếp tục được UN Women thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai dự án thì chúng tôi đã được hỗ trợ rất là nhiều, đặc biệt trong đó thì được hỗ trợ về các cái kinh phí hoạt động, về trang thiết bị và đặc biệt quan trọng nhất đó là được tập huấn các cái kỹ năng để mà có thể điều phối và hoạt động đội nhóm cũng như là trong cái lĩnh vực hoạt động của mình. Safe Choose at Work là dự án toàn cầu, trong đó Việt Nam là nước thực hiện thí điểm nhằm cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24. Và thúc đẩy văn hóa phòng ngừa trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mục tiêu của dự án là cải thiện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ từ độ tuổi lao động tối thiểu đến 24 tuổi và xây dựng văn hóa phòng ngừa tại Việt Nam. Dự án hướng tới lao động trẻ vì tỷ lệ tai nạn lao động tại nơi làm việc trong lao động trẻ thường rất cao. Bên cạnh đó, hàng năm có khoảng trên 1 triệu lao động trẻ bước vào thị trường lao động ở Việt Nam. Phần lớn trong số họ sẽ tìm công việc hoặc thành lập cơ sở kinh doanh trong khu vực kinh tế phi kết cấu. Hiểu biết của lao động trẻ về quyền tại nơi làm việc rất hạn chế. Họ thiếu đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để xác định các nguy cơ và quản lý rủi ro tại nơi làm việc. Người trẻ thì thường thiếu kinh nghiệm tại nơi làm việc và thiếu những hiểu biết về an toàn lao động, cho nên là họ thường gặp phải những sự cố không hề mong muốn ở trong nơi làm việc của mình. Và mặt khác thì do họ không có tiếng nói riêng, cho nên họ đã quên đi mất chính quyền lợi của mình ở trong tổ chức. Và chúng tôi là những người đến từ tổ chức Safe Youth at Work sẽ cố gắng thay đổi điều này và giành lại quyền lợi cho các bạn. Tháng 5 năm 2016, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc phối hợp với Trung tâm Thanh Thiếu Niên Trung ương, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số phát động cuộc thi Sáng kiến thúc đẩy tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên, thanh niên Việt Nam. Cuộc thi kêu gọi các bạn trẻ phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy việc tiếp cận dịch vụ và thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho giới trẻ Việt Nam. Sau gần một năm hoạt động, các sáng kiến của các nhóm thanh niên đã cho thấy thanh niên không chỉ là những người hưởng lợi mà họ còn là những tác nhân tạo ra sự thay đổi. Nếu họ có cơ hội, được trao quyền và được hỗ trợ thì họ sẽ có những đóng góp lớn lao tới việc tăng cường tiếp cận các thông tin và dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho giới trẻ Việt Nam. Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực xã hội, tuy nhiên các bạn gặp rất nhiều thách thức. Thứ nhất là bị ở đánh đồng về mặt năng lực của các bạn, nên là rất là khó khăn cho việc trao quyền cho các bạn. Các bạn thì rất là nhiều cá tính, bao gồm các bạn trong cộng đồng LGBT và các bạn trong các cộng đồng khác, thì việc mà để mọi người nhìn nhận đúng về các bạn thì cũng rất là khó. Các bạn cũng phải chịu nhiều sự kỳ thị cũng như là những khó khăn trong việc mà cân bằng thời gian của mình. Tuy nhiên với sự sáng tạo và sức trẻ của các bạn thì các bạn luôn có một cái năng lượng dồi dào để vượt qua được những thách thức.
2030 Youth Force là một mạng lưới các thủ lĩnh thanh niên thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc UN Volunteer châu Á thành lập và bảo trợ, 2030 Youth Force hoạt động với các mục tiêu truyền cảm hứng cho giới trẻ tham gia các hoạt động thúc đẩy thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy thanh niên tạo ra những thay đổi tích cực hướng tới một xã hội hòa nhập và hòa bình. Tại Việt Nam, 2030 Youth Force Việt Nam định hướng trở thành một mạng lưới kết nối các nhóm tình nguyện được thành lập và lãnh đạo bởi thanh niên cùng hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng gắn với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Hiện nay, 2030 Youth Force Việt Nam có 45 câu lạc bộ, nhóm thành viên trải đều khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của hơn 4.000 thanh niên. Với sứ mệnh truyền cảm hứng và thúc đẩy thanh niên tham gia hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững, thì trong thời gian tới, 2030 Youth Force Việt Nam sẽ triển khai hai mảng hoạt động lớn. Thứ nhất là phát triển nội bộ mạng lưới và thứ hai là tăng cường các cái quan hệ hợp tác đối ngoại. Về nội bộ mạng lưới thì chúng tôi sẽ có 3 hoạt động chính. Thứ nhất là tiếp tục tổ chức các chương trình tập huấn tăng cường năng lực dành cho các thủ lĩnh thanh niên dưới sự hỗ trợ của UNDP, Oxfam và CSDS. Thứ hai là xây dựng văn hóa ứng xử và làm việc 2030. Và thứ ba là xây dựng chương trình tầm nhìn và kế hoạch hành động chung về các mục tiêu phát triển bền vững. Dám nghĩ, dám làm và luôn luôn trau dồi kiến thức. Những đóng góp của thanh niên và với cộng đồng đang ngày càng nhận được sự ghi nhận trong sự phát triển chung của cả đất nước. Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng thanh niên là nhân tố của sự thay đổi và là những người lãnh đạo tương lai. Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hiện tại và tương lai.